Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Thiên Vũ Audio ha. Thì mình là Khánh. Đề tài hôm nay mình muốn chia sẻ với mọi người là cách cho mọi người lựa chọn một bộ dàn karaoke đối với những phòng khách mà có không gian rộng là một này, hoặc là những phòng khách mà nó có thông với bếp thì nó sẽ như thế nào, và lựa chọn như cái sản phẩm như thế nào cho nó phù hợp. Thì mình cùng với mọi người cùng nhau đánh giá chia sẻ dựa trên những cái clip mình đã lắp đặt thực tế và đạt hiệu quả rất là cao. Thì mình cũng muốn chia sẻ với mọi người và cùng nhau với mọi người là phân tích tại sao nó lại hiệu quả và lý do mình lại chọn những sản phẩm này. Bắt đầu thôi. Đầu tiên mình sẽ có một cái tivi ở đây, mình sẽ quay clip mà mình đã lắp đặt rồi. Đây là một clip khá là lâu rồi, mình lắp đặt tại Phú Quốc. Rất là xa nha mọi người, một khách rất là rộng. Hiện tại mình đang mở clip ở đây. Và cái sản phẩm mình lắp đặt đây đó là một sản phẩm rất là quen thuộc rồi đối với trong với người tiêu dùng Việt Nam, đó là dòng Bose L1 Pro 16. Ok, đây mình sẽ mọi người chắc là mọi người nhìn thấy cái này, video clip này cũng khá lâu rồi. Hiện tại Huy còn đang mặc đồng phục cũ nè. Ok, đây để mọi người lướt qua đây. Đây rồi. Ok, đây là chắc là Huy đang phân tích về cái phòng đây nha mọi người ha. Thì cái phòng này như mọi người có thể nhìn thông qua clip mọi người thấy ha, đây là một cái phòng khách rất đặc thù của các căn nhà tại Việt Nam, đặc biệt là những nhà nào mà rộng mà có diện tích á, là thường sẽ có phòng khách đó, ngay phía ngoài, và sẽ được thông vào trong phía bếp đó, sẽ được thông vào trong phía bếp. Phía sau lưng thường là nếu mà có rèm như nhà anh khách này thì quá tuyệt vời. Tuy nhiên thường có những nhà khách thì không có rèm, không xài rèm, sợ bụi á, thì sẽ không sẽ cái độ vang nó sẽ không bị nhiều. Nhưng mà đợt này chắc là Huy đang phân tích được cái bộ vang đó. Thờ cầu thang ở đây nữa nè, mọi người có thể thấy, có nghĩa là cái phòng mình đang kiếm, mình thật ra mình lắp đặt rất là nhiều clip rồi, nhưng mình lọc ra tầm khoảng 3 clip để chia sẻ cho mọi người xem những không gian nào nó phổ biến nhất, cái những cái phòng khách mà phổ biến nhất tại thị trường Việt Nam. Ok, đây mọi người thấy đó, đây là tủ này. Ê, để mình pau lại chịu. Cái phong cách tủ bay này á, cái clip này mình làm cách đây cũng 2 năm rồi nha mọi người, 2 năm rồi. Thì cái phong cách tủ này đã có cái đây 2 năm rồi, và bây giờ nhà khách hàng vẫn rất hay xài cái tủ như thế này. Cái tủ như thế này đặt đồ thiết bị nó rất là tiện, tuy nhiên nếu mà làm cứng một tí thì mới để được nhiều. Ngoài ra nữa là những cái tủ bay như thế này sẽ không để được cục đẩy nha mọi người. Sẽ không để được cục đẩy, nên là đó là lý do tại sao cái bộ này mình chọn cây L1 Pro 16 một cặp. Bởi vì là cái L1 Pro 16 thì là dòng loa ti rồi, sẽ không cần cục đẩy nữa, chỉ cần vang số và micro thôi. Đó, nên là dòng này nó sẽ rất là phù hợp nha mọi người. Đó, bởi vì cái tủ bay này như mọi người thấy nó chỉ bắn đinh vào tường thôi, nó bắn vít vào tường thôi, rất yếu. Để cục đẩy cỡ mà cục đẩy ground như thế này, những dòng cục đẩy ground như mình hay bán như thế này, nó rất là nặng. Nặng là một chuyện nha mọi người, nó còn cái chiều hậu của nó rất là sâu. Một cái tủ mà để được một cái cục đẩy cơ bản thì cái tủ đó có thể có chiều sâu từ khoảng 40, ít nhất theo mình nghĩ, theo mình nhớ không nhầm thì ít nhất phải 35, tệ nhất là 35, còn không phải từ 40 trở lên bắt đầu nó mới có gọi là thoải mái một tí trong cái vấn đề để cục đẩy. Còn không là nếu mà tủ nhà mọi người làm giống như thế này thì chắc chắn mọi người phải xài những dòng loa ACTI như là Loco đó, như là Bose L1 Series nè, hoặc là những dòng CBL Peris One rồi, hoặc là những dòng Electro Voice, hoặc là sắp tới là có LD System MAUI 5 mà bên Vũ mới giới thiệu. Ok, lướt qua phần này ha. Đó, để mọi người nhận ra là tại sao bên mình tư vấn. Thì thật ra nhiều khi là bên mình hay có những cái này mà khách hàng bên mình tư vấn mình. Thứ nhất là mình lúc nào cũng xin hình ảnh không gian đặt của khách. Bởi vì sao? Khi có không gian bắt đầu bên Thiên Vũ mới chọn được thiết bị hợp lý để mà tư vấn cho khách hàng một cái bộ nó hợp lý nhất, phù hợp với không gian nhất, mà nó không phải thay đổi không gian gì cả, không phải mua một cái tủ mới, không phải mua thêm cái gì, tận dụng toàn bộ cái sẵn các thiết bị đang có. À, giống như cái không gian này khách ở Phú Quốc đây xa rồi, xài cái tủ bay thì cái kệ bay như này, cái kệ gắn tường như này thì bắt buộc là xài L1 Pro là hợp lý rồi. Ok, quay về với chủ đề thì lý do là mình chọn cái L1 Pro 16 cho khách hàng, ngoại trừ cái lý do là khách xài cái kệ mà bay như thế không được cục đẩy, thì lý do quan trọng nhất là phòng khách là một phòng khách thông với bếp, nên cái diện tích mà nó lắp đặt đó, nó rất là rộng. Tuy là khách ngồi khá là gần, tuy khách ngồi khá là gần loa nha mọi người, ngồi không xa, theo mình nhớ không nhầm thì khoảng cách đây thì nó chỉ ngồi tầm khoảng từ 4m đến chưa đến 5m đâu, tầm 4m hơn thôi. Tuy nhiên phòng khách là một cái phòng
rất là thoáng, không có cái độ gom, nó không giống như phòng một phòng riêng nha mọi người. Chẳng hạn như mọi người có phòng một phòng giải trí riêng thì nó hoàn toàn khác biệt, còn đây là phòng khách, nó một cái không gian mở. Thì với những cái loa Columbia Ray với góc phủ âm lên đến 180 độ như Bowie là một rồng 16 thì nó có thể hoàn toàn đáp ứng được âm cho toàn bộ khu vực, thậm chí là phủ bếp luôn đó, thậm chí trong bếp nghe vẫn rất hay. Nếu mà khách mà chẳng hạn như ngồi phòng khách cũng có, vừa có giống kiểu như mọi người ngồi ăn tiệc, mọi người ngồi hai bàn á, một bàn thì ngồi ngoài phòng khách, một bàn ngồi trong phòng bếp á, thì vẫn đáp ứng đủ cho toàn bộ không gian. Đó là thế mạnh của Columbia Ray, đặc biệt là dòng L1 rồng 16 góc phủ lên đến 180 độ. Ok, rồi tiếp đến để mình mở cho mình một trả cho mọi người một cái clip thứ hai mà bên mình lắp đặt cho khách. Đây là một clip tại Bà Rịa nha mọi người. Không biết làm sao nhưng bên mình rất có duyên với thành phố Bà Rịa, thành phố Vũng Tàu. Khách hàng ở dưới này rất là, nói chung là nhiều và ủng hộ mình rất là nhiều. Đây, tiếp tục một cái căn nhà cũng là xài Columbia Ray nha. Tuy nhiên đợt này mình sẽ xài một dòng sản phẩm khác. Đây là clip mới hơn rồi, đợt này Huy đi lắp nè. Một clip mới hơn một xíu, đây là dòng Electrovoy Evolve 50M. Một dòng đến từ thương hiệu Electrovoy của Mỹ ha. Đây, tiếp tục đây mọi người. Đây mọi người thấy có không gian của phòng khách nè. Đó, đây là một phòng, cũng là một khoen rất đặc thù của các nhà của người Việt ở Việt Nam luôn nha. Đây, cái phòng khách đây. Đó, nó sẽ thông với bếp đây mọi người thấy không? Bếp của bên trong nè, phòng khách. Và đặc biệt hơn ở phòng này là khách ngồi rất xa nha mọi người. Thậm chí đây là chỉ ngồi hơi gần còn gần nữa. Có nhiều khách ngồi còn tít ra ngoài phía sau cái ghế luôn, bởi vì phía sau cái ghế nó vẫn còn một không gian nữa. Đó, thì đây là hình kiểu hàng giống kiểu hình phòng ban bếp với phòng khách á. Nó sẽ kiểu như hình chữ L một xíu. Đó. Đó, đây là cái hình ảnh mọi người hay nhìn rõ hơn. Cũng tương tự như cái phòng kia thôi, tuy nhiên phòng này nó còn rộng hơn một xíu nữa. Thì như mọi người thấy sự giống nhau. Tiếp tục là Columbia Ray. Tiếp tục là Columbia Ray, bởi vì sao? Lợi thế của Columbia Ray nhất, phóng xa. Thứ hai, góc phủ âm rộng, sẽ phù hợp cho những không gian mà mình thoáng, thoáng liên thông với bếp, đặc biệt là phòng khách nữa. Phòng khách là cực kỳ hợp luôn. Ngoài ra cái việc Columbia Ray, lý do tại sao mình nói Columbia Ray nó được phóng xa, bởi vì thật ra là chẳng hạn như những cái loa những cái loa mà to to như thế này, mọi người thấy trên, có nghĩa là loa thùng như SE là JBL nè, đó bên mình cũng có bán ha. Những dòng đó nếu mà mọi người bảo là mọi người treo cao lên thì đánh góc phủ nó có được xa như là dòng Columbia Ray không á, thì mình sẽ chia sẻ với mọi người luôn á, là với những thùng loa thùng như thế thì khi mọi người treo lên cao nó vẫn đánh được xa. Tuy nhiên góc phủ âm quan trọng, mình phải để ý đến góc phủ âm. Có lẽ là góc phủ âm là mình đã có chia sẻ cho mọi người trong một cái clip liên quan về F&B, tâm thanh F&B rồi. Thì góc phủ âm loa tức là cái góc mà đáp âm thanh đáp ứng của loa được tốt nhất. Đó, chẳng hạn như những cái loa như JBL hoặc là những loa SE như này, góc phủ âm của nó thường chỉ tầm rơi độ khoảng 90-60. Hoặc những cái loa JBL nó có độ nòng, cái còi nó tốt đó, thì nó làm đến khoảng 70-100. Đó, thì nó mới đến 70-100 thôi. Còn với những dòng Columbia Ray, đặc biệt những con như Electrovoy hoặc là những dòng như là đặc biệt là Bow, thì góc phủ âm ngang lên đến 120-180 độ. Rất rộng nha mọi người, rất rộng, nên là với những phòng khách thoáng như thế này thì Columbia Ray sẽ là một giải pháp rất tuyệt vời cho mọi người. Tuy nhiên với những không gian mà mọi người không đặt loa được như thế này thì sao? Vì đây là hai cái nhà khách là họ chỉ làm cái anh chị khách chỉ làm cái kệ tủ thôi, thì hai bên vẫn còn trống, vẫn còn để được hai cái loa Electrovoy hoặc là Bow như thế này. Thì với những nhà khách mà không có chỗ để thì như thế nào, thì mình cũng có một clip chia sẻ cho mọi người luôn là xài dòng loa nào sẽ phù hợp nhé. Ok, đây mình đang chuẩn bị sẵn đây hết rồi. Mình sẽ mở cho mọi người coi. Cũng là một không gian tương tự như vậy luôn. Cũng là một gọi là cái phần thiết kế tương tự như vậy luôn. Đây. Đây, bao lại đây mọi người thấy không? Rõ ràng với một khách mà sử dụng một cái hệ thống kệ dạng như hai anh chị này. Đó, hai anh chị khách đây. Một hệ thống kệ liền tường dãy, gọi là rải đều luôn, và để TV thụt trong thì chắc chắn là không có chỗ để Columbia. Nếu để Columbia chỉ có để chườm ra phía ngoài này và chén chắn luôn cái tủ thôi, thì chắc chắn với phương án này, với cái kệ như thế này thì chắc chắn không để Columbia được. Vậy thì giải pháp cho một cái phòng khách rộng là gì? Thì đây có cái clip nào mà quay phòng khách này
đây đây nè, đây mình mở cho mọi người coi. Đó, nhìn tiếp và chắc mọi người biết là sản phẩm gì nữa ha. Sản phẩm này thì bên mình đó, mọi người thấy không, không gian cũng rất rộng luôn. Phòng khách này thì có thể là không thông với bếp, bởi vì anh chị này để một cái bếp phía riêng phía đằng trong. Tuy nhiên là không gian cũng tương tự như những căn nhà Việt, nhà phố Việt thôi. Có nghĩa là phòng khách rồi liên thông với bếp, liên thông với có thông qua cầu thang luôn. Đó, tuy nhiên thì đặc biệt hơn hai căn trước là sẽ có kệ liền. Và đây là giải pháp đây, mọi người đây giải pháp. Đặt một cây loa, đó là dòng ISE-IC38 bên mình rất hay lắp đặt dòng này. Lý do không ngoại trừ việc chất âm nó hay chắc chắn rồi nha. Ngoại trừ việc chất âm nó hay là phải hay rồi. Hát karaoke tốt, rồi nghe nhạc tốt này kia là những cái chuyện đương nhiên phải có khi mà mình bán một cái dòng sản phẩm về karaoke. Thì đây chính là lý do chính mà bên mình rất thường hay bán mà khách cũng rất là ưa chuộng nha. Rồi chứ rồi. Thường phòng khách của khách cái kệ và tệ tivi á, khi mà mọi người để tivi vô thường nó sẽ có hai cái khe hai bên hở, không bao giờ kín. Và hai cái khe đó sẽ lúc nào cũng để vừa con IC38 hết trơn á. Mọi người có thể nhìn vào clip này mọi người thấy liền. Nó vừa một cách gọi là vừa in luôn nha mọi người. Đó, đây là khách là xài một cái tivi to lắm rồi. Tivi nhà anh chị này hình như phải đến 80 inch nha mọi người. Thì hai cái loa STE đưa vô, nói chung là còn một khoảng hở rất là thoải mái cho khách. Nếu như mọi người bảo là loa full cũng được, loa full chỗ này không vừa. Và mình đã thật ra là lý do mình chọn là loa full những chỗ này đặt bàn không được luôn. Thứ nhất mọi người cũng nhìn thấy cái kệ này á, chiều sâu nó cũng không đủ luôn. Cái kệ này chiều sâu nó không đủ. Cái kệ này chiều sâu nó chỉ có 30 thôi. Với những cái loa full to đùng á, trừ những con như bên Thiên Vũ hay xài những con loa cốc á thì nó mới vừa được thôi. Chứ cái kệ này để không nổi luôn, không để được cái gì hết. Đó, nhưng con loa cốc đi vô những không gian này thì nó lại không chịu nổi, bởi vì không gian này rất là rộng. Nên đó là một trong những lý do bên mình chọn dòng sản phẩm SA-C38. Vì nó cũng là một loại column, nhưng nó áp dụng được cho những nhà khách nào mà xài những cái kệ liền như này không đặt được cái trụ ha. Thì đó là một cái trong những nguyên nhân rất là lớn mà khách hàng rất là ưa chuộng sản phẩm này. Thông qua 3 clip vừa rồi thì mình có thể để đưa cho mọi người một cái đánh giá như này. Với những phòng khách mà rất là thoáng, rất là với diện tích rộng này, không gian thoáng này, thông với bếp này, thì cái dòng loa mọi người nên lựa chọn là những dòng loa như Columray. Columray thì có rất nhiều thương hiệu nha mọi người. JBL có nè, Bow có nè, Electrovoid có, LD System có. À, mọi người cứ chọn Columray dành cho những không gian rộng là chọn đúng sở trường của cái dòng loa này rồi. Còn đương nhiên nó sẽ vấn đề liên quan đến công suất, nó có đủ hay không với không gian, rồi setup như thế nào, chọn thiết bị như vang số, micro nào cho nó phù hợp với cái hệ thống của mình. Thì cái đó kỹ thuật viên sẽ tư vấn chi tiết cho mọi người trong quá trình tư vấn và lắp đặt. Nhưng mà mọi người chọn Columray là mọi người đã chọn đúng một phần rồi. Còn lại là những phần còn lại là của kỹ thuật đó là. Mọi người không phải lo ha. Thông qua clip này thì hy vọng mà mình có thể chia sẻ cho mọi người một số kiến thức để mọi người có thể nắm rõ hơn, cũng như chọn lựa cho chính xác hơn những dòng sản phẩm mà phù hợp với nhu cầu lắp đặt dàn karaoke gia đình của mình. Nếu mà mọi người thấy clip này hay, mọi người có thể cho mình một like, một share, một subscribe để mình có nhiều động lực hơn để mình làm các clip tiếp theo nha. Mình là Khánh, hẹn gặp lại mọi người. Bye bye.